Gần đến Tết Nguyên đán, nông dân tại nhiều địa phương trong tỉnh Bình Thuận đang rất phấn khởi vì vụ dưa hấu phục vụ Tết năm nay vừa được mùa lại vừa được giá. Theo đó, với giá tiêu thụ ổn định từ 10.000 đồng tới 11.000 đồng 1 kg tại ruộng, mỗi hecta trồng dưa hấu, bà con thu nhập hàng trăm triệu đồng. Những năm trước, nông dân Bình Thuận thường trồng hai vụ dưa liền kề, một vụ được xuống giống trong tháng 9 để thu hoạch đúng vào dịp Noel và một vụ thu hoạch dịp Tết Nguyên đán. Năm nay, đa phần người trồng dưa chỉ trồng một vụ và chọn loại dưa dài, còn gọi là dưa hắc mỹ nhân là chủ yếu, dưa tròn hay còn gọi là dưa mai ăn tiêm chiếm số lượng ít hơn mọi năm. Với loại dưa dài, giá dưa đạt ở mức cao kỷ lục, tăng từ 4.000 tới 5.000 đồng 1 kg so với mọi năm. Riêng loại dưa tròn, thị trường tiêu thụ chậm hơn, giá dao động từ 5.700 tới 6.800 đồng 1 kg.